Đây là Toju, một thanh niên thất nghiệp và phải vác mặt lên núi để kiếm gì đó về nhà ăn nỡ. Đột nhiên cậu bắt gặp một cô gái ở đây, cô mang theo một cái quan tài và khi thấy cậu thì liền bỏ chạy, nhưng chạy kiểu gì mà càng chạy càng đến gần Tô du hơn. Cô nghĩ cậu là đạo tặc vì thấy cậu cầm dao thì cậu cho biết bản thân chỉ là một thằng bần hàn và thất nghiệp và đang muốn lên núi hái ít rau dại về ăn nỡ. Cậu sau đó thắc mắc về cái quan tài mà cô mang trên lưng thì cô muốn cậu giữ bí mật về cái này, cậu nghĩ cô vừa xử ai đó và bỏ vào trong này. Nhưng cô chỉ nói bản thân là nhà lữ hành và đang hướng đến thành phố. Cậu hỏi cô loanh quanh ở đây bao lâu rồi thì cô nói ba ngày khiến cậu biết cô bị lạc chắc rồi. Giờ nếu cô có tiền khao cậu một bữa thì cậu sẽ đưa cô ra khỏi núi và vào thành phố mà không bị ai chú ý. Đột nhiên Tô Du phát hiện một con ngựa một sừng đang nhắm đến cả hai. Ngựa một sừng này không phải dạng tốt đẹp gì mà là dạng thú ăn thịt nên cậu phải kéo cô gái chạy đi gấp. Vì cái quan tài nên việc chạy đi khá khó nên cậu muốn cô bỏ nó đi nhưng cô cho biết trong này là vật quý giá không bỏ được. Thế là cậu đành kéo cả cô lẫn cái quan tài chạy đi cả hai sau đó nhảy thẳng xuống vách núi và trôi theo dòng nước bên dưới lúc lên bờ một bên tay của tô du đã bị thương cậu biết con ngựa đó sẽ không dễ gì để con mồi chạy thoát cậu rất muốn bỏ cuộc thì cô gái hỏi cậu không sợ chết hay gì tất nhiên là cậu có sợ nhưng cậu cho rằng bản thân sống trên đời này cũng chẳng được ích lợi gì cậu hoàn toàn vô dụng và vô năng cô gái sau đó đã mở quan tài ra và trong đó là một món vũ khí cậu nhận ra cô là một phù thủy và cô cũng cho rằng bản thân vô năng y như cậu cô chỉ có duy nhất món vũ khí này để sử dụng nhưng cần thời gian để chuẩn bị thế là tô du quyết định đứng ra câu giờ cho cô cậu sau đó đã đứng lên và đọc một câu lệnh gì đó cậu sau cùng đã thi triển xoay chuyển thuật thức và biến tóc thành màu đỏ cậu gọi con ngựa đến và rồi con ngựa cũng đã sử dụng phép thuật mà lao đến chỗ cậu cậu né được đòn nhưng con ngựa vẫn khá nhanh mà không cho cậu một cơ hội nào để đánh trả cậu phải tóm cổ nó khiến nó dãy lên rồi nhảy xuống nước cô gái lúc này đã chuẩn bị xong thì con ngựa và tô du lại lao lên khỏi mặt nước nhưng cô chưa thể nã đạn tô du đã đâm liên tục vào con ngựa khiến nó phải hất cậu xuống và nhân cơ hội đó cô gái đã nã đạn khiến con ngựa bay màu cô gái sau đó bất ngờ với năng lực của tô du thì cậu cho biết bản thân là một cựu loạn phá sư cô thừa nhận cậu không hề vô năng và hỏi thử tên cậu là gì cô cũng giới thiệu luôn bản thân là chai ca tên điều khiển con ngựa đã đến sau đó và nhận thấy chai ca đã có người giúp đỡ vì một mình cô không thể xử được con ngựa này cả hai sau đó đã đi ăn và tô du chưa kịp ăn cho đã thì mối họa lớn nhất của cậu đã tìm đến đó là em gái cậu akari cô thấy cậu mồm thì bảo lên núi kiếm rau dại mà giờ lại ngồi đây ăn sáng cùng với một cô gái khác Akari bắt đầu đuổi đánh Tô du và cả hai đã phá banh chành cả quán. Bà chủ quán cũng quen cả hai anh em, bà thấy Tô du đúng là tệ đủ đường khi chẳng làm ăn được gì mà còn để em gái ngồi đói ở nhà để đi ăn mảnh một mình ở đây. Để rồi giờ tiền ăn lẫn tiền bồi thường đều do một tay chai ca trả hết, Tô du sau đó phải giải thích mọi chuyện cho Akari nghe và bằng chứng là tay cậu phải băng bó đây. Chai ca lúc này cũng mở lời và muốn được thuê cả hai anh em. Tô du bấy lâu rồi mới có việc nên từ chối cũng chẳng được, một phần là vì nếu cậu từ chối thì sẽ bị cô em gái này cho ăn đòn. Trong lúc đó, một vị chỉ huy đã tìm đến nhà của một vị bá tước trong vùng. Lý do vị chỉ huy này đến đây là để xin được lấy tài liệu về cuộc chiến ngày trước và thông tin về bát anh hùng đã hạ bệ vua của đế quốc. Nhưng bá tước từ chối và tiễn khách, anh chỉ huy chỉ mong ông ta suy xét kỹ vì việc này là để phục vụ hòa bình. Còn trai ca lúc này muốn thuê hai anh em đột kích vào biệt thự của tên bá tước kia. Do trong đó có một thứ quan trọng mà cô cần lấy được, Akari không cần biết quá nhiều mà nhận việc luôn. Và họ sẽ phải chuẩn bị kha khá thứ để thực hiện công cuộc đột kích. Trong lúc đó, anh Chỉ Huy kia đã về lại với đội của mình, và tên đã điều khiển con ngựa lần trước cũng là một thành viên trong đội này. Họ thấy tên Bá Tước khá lạ vì biệt thự của ông ta rất ít lính canh. Đồng thời việc Chai Ka đến đây thì chắc chắn cô cũng đang nhắm đến tay Bá Tước vì ông ta là một trong bát anh hùng. Anh Chỉ Huy sau đó đã nhờ một người đi theo dõi tình hình, còn tối đó, hai anh em Touju đã đi trinh sát ở nhà của tay Bá Tước trước và sau đó đã quay về chuẩn bị. Lúc đang chuẩn bị thì Akari có hỏi về khả năng của Chai Ka ra sao hỏi xong thì trên kia Chayka ca đã thử dùng năng lực từ súng để làm bánh và khiến cả căn nhà dối tung lên cả ba sau đó đã chính thức đến nhà của tay bá tước và vì không có quá nhiều binh lính nên cả ba có thể dễ dàng leo lên tường thành và bắt đầu kéo quan tài của chai ca lên akari thì cũng đã dùng xoay chuyển thuật thức để cõng chai ca và leo lên theo cả ba sau đó lại móc dây để đưa quan tài qua bên kia trước rồi mới theo sau và tô du vừa cậy cửa vào thì tên bá tước đã nhận ra mà thức giấc chai ca sau đó đã lấy ra khẩu súng và bắt đầu dò thử thứ họ cần tìm ở đâu khi biết nó ở trung tâm biệt thự thì hai anh em đã chia ra đi tìm tozu đã đến được phòng làm việc của tay bá tước và lão ta cũng đã phát hiện cậu ở đây lão ta có thể điều khiển dao kiếm trong phòng và nhắm vào tozu cậu nhận ra ông ta là một phù thủy và ngay sau đó akari đã phải chạy đến để trợ giúp tozu nhưng cậu dặn em gái phải cẩn thận ông ta thì nghĩ cả hai làm việc cho anh chỉ huy kia nhưng khi chai ca bước vào thì ông ta rất sốc vì không hiểu sao chai ca vẫn còn sống rõ ràng chính tay ông ta đã lấy mạng cô trước đây nhưng khi bình tĩnh lại thì ông ta quyết định sẽ lại lấy mạng cô lần nữa hai anh em sau đó phải kéo chai ca chạy đi cô cho biết là lão ta có thể sử dụng một thứ phép giúp điều khiển mọi thứ trong dinh thự này họ cần tìm cái lõi giúp lão ta thi triển được phép này thế là Tô du quyết định chia ra cậu sẽ đối phó với lão ta trong lúc cả hai đi tìm cái lõi đó cậu sau đó đã tự đi tìm lão ta và sử dụng xoay chuyển thuật thức trước khi ra mặt vừa lao ra thì lão ta đã biết phép này là bí thuật gia truyền của gia tộc cậu nhưng cậu cũng chỉ có thể chống đỡ chứ chẳng thể nào tiếp cận ông ta còn akari và chai ca thì đã đến phòng ngủ của ông ta và bắt đầu lục lọi trong này sau khi đập vỡ gương thì sau đó đã lộ ra một cái kết và nó được một kết giới bảo vệ chai ca đã vác súng ra bắn một phát để hủy đi kết giới và trong đó chính là cái lõi giúp lão bá tước điều khiển được nơi này nhưng chai ca đã ngăn cô phá nó vì thứ đó cũng là thứ mà cô cần lấy tô du lúc này đã dùng mồi nhử để thu hút lão bá tước nhằm đánh bất ngờ nhưng lão ta phản xạ khá nhanh buộc cậu lại phải chạy đi cậu dẫn dụ lão ta đến sảnh chính và răng sẵn bẫy ở đây lão ta cho rằng gia tộc cậu một thời oanh liệt ra sao thì giờ đến đời cậu cũng lụi tàn và chỉ biết đi làm lính đánh thuê Cậu đếch quan tâm những gì lão ta nói nên lão ta đã ném cả cái bàn vào người cậu. Cậu cố đứng lên để chạy đi thì lão cho hai bộ giáp đuổi giết. Nhưng hai bộ giáp ngay lập tức ngừng hoạt động. Cậu biết bên trai ca đã thành công thì liền cắt dây để đèn chùm rơi xuống và treo lão ta lên. Trai ca sau đó đã ôm đồ chạy ra và cả ba đã cùng lúc rời đi. Cả ba đã ném vài quả bom để đánh động lính canh rồi rời đi mà không ai thấy được. Nhưng người của anh chỉ huy kia đã phát hiện cả ba. Trai ca sau đó chẳng giải thích gì cho hai anh em mà chỉ lấy tiền ra để trả công cho cả hai đột nhiên nhóm của anh chỉ huy kia tìm đến và muốn chai ca với cánh tay kia còn cả hai chỉ là lính đánh thuê thì đừng nên dây vào nhưng tô du muốn họ đừng lên mặt nữa muốn gì thì nói ra bên kia không muốn trách tội cậu nếu cậu chỉ giúp chai ca vì tiền nghe vậy thì tô du đã nhìn em gái cô dường như hiểu ý cậu nên đã ném bom khói ra rồi bỏ chạy cậu sau đó đã bảo chai ca đi cùng akari và cái quan tài còn cậu sẽ cầm cánh tay này đi một cánh cô không tin tưởng giao cho cậu thì cậu cho rằng bản thân chưa nhận tiền nên vẫn chưa xong việc thế là chai ca đành giao cho cậu cậu sau đó một mình chạy đi thì bị xe của anh chỉ huy kia tìm được cậu đã đẩy một cái xe hàng ra để cản đường họ và một người đã phải ra đi riêng để bám theo cậu vào hẻm nhỏ cả hai chạy ra một cây cầu và tô du đã ném cánh tay cho hắn rồi rút kiếm ra đánh cái ống sau đó bị ném sang một bên nhưng tô du đã ném dây trói chân hắn lại rồi lao đến đập cho một trận và đâm vào một bên tay hắn hắn cảnh báo cậu là cái tay đó sẽ khiến cậu gặp rắc rối nhưng cậu không quan tâm mà lấy cái ống đập vào đầu để đánh ngất hắn nhưng cậu sau đó cũng đã bị bao vây anh chỉ huy muốn cậu suy nghĩ lại vì cậu không biết trai ca thật sự là gì đâu. Nếu cậu còn giúp trai ca thì cả thế giới sẽ quay lưng với cậu. Vốn dĩ thông tin về trai ca và thứ kia là tuyệt mật nhưng giờ anh ta chỉ có thể nói ra để muốn cậu đổi ý. Cánh tay đó chính là của vua đế quốc. Ông là một hiền giả và là một pháp sư hùng mạnh đã trị vì suốt 500 năm. Nhưng nhà vua đã bại trận 5 năm về trước và con gái ông đã trốn thoát được. Trai ca chính là con gái của nhà vua đế quốc. Và những trung thần của đế quốc đó lúc này muốn dựa thế vào trai ca để xây dựng lại đế quốc và thân xác của nhà vua tuy đã chết nhưng còn ẩn chứa lượng ma lực khổng lồ anh ta muốn ngăn cản Chayka ca thu thập cơ thể của nhà vua và rồi để đế quốc dùng nó làm vũ khí và đe dọa đến nền hòa bình này nhưng tô du cho rằng cậu không quan tâm vì cậu đã chán cái hòa bình này rồi là một lính đánh thuê thì chiến tranh sẽ giúp cậu có việc akari sau đó đã lao lên đánh lạc hướng và giúp Chayka ca bắn một phát làm choáng để cả hai chạy đi lúc trở về nhà để thu dọn đồ tô du vẫn muốn em gái đừng theo cậu nhưng cô vẫn chọn sẽ theo cậu bằng mọi giá cả hai sau đó đã ra gặp lại chai ca và cô chỉ muốn thu thập di hài của cha để đem về chôn cất cô không muốn cả hai đi theo cô nhưng cả hai giờ cũng chẳng ở lại đây được nữa hôm sau lúc đi xe đến nơi mới thì tô du và chai ca bị người trên xe chú ý vì mang theo một cái quan tài họ lo là cái quan tài này sẽ mang đến điểm xấu nên tô du biết cậu phải sớm kiếm một cái xe riêng để di chuyển họ sau đó đã đến thị trấn mới và akari đã tách ra để đi mua đồ và nghe ngóng thông tin còn tô du thì đã bọc cái quan tài lại để tránh bị chú ý chai ca sau đó lại chạy loanh quanh buộc tô du phải bám theo akari sau đó đã trở về còn trong lúc đó anh chỉ huy kia nhận tin là họ sẽ không có thêm viện quân vì giờ đâu đâu cũng bận bịu anh ta sau đó vào xem thử đồng đội đã khỏe hơn hay chưa và nhận thấy tô du cũng không phải dạng tầm thường nhóm tô du lúc này đã đi ăn và tô du hỏi cô đã nhắm được nơi tiếp theo họ cần thu thập ở đâu hay chưa thì cô vẫn chưa biết nhưng akari cho biết lãnh chúa ở đây cũng là một trong bát anh hùng nên có khi họ sẽ có manh mối gì đó đột nhiên bà chủ quán cho biết lãnh chúa ở đây chưa từng xuất hiện có người đồn rằng lãnh chúa là một người có thể thuần hóa được rồng và đa phần người dân cũng chẳng chú tâm vào việc lãnh chúa là người ra sao vì ngài đã cho họ môi trường sống khá tốt khi thuế không quá cao nhiều kẻ xấu cũng không dám làn càn nên người dân cứ thế mà sống vui vẻ mà chẳng lo nghĩ gì bà chủ quán sau đó lại đá đều tô du một câu là vừa khiến trai ca mang vác cồng kềnh mà vừa bắt cô trả tiền thì cậu hẳn cũng phải vô dụng lắm cả ba sau đó đã phải đi kiếm nơi để nghỉ chân nhưng nhà trọ không cho họ mang cả cái quan tài vào nên họ đành kiếm chỗ khác ở Đột nhiên người của anh Chỉ Huy kia đuổi đến và họ đã nghe từ nhà trọ về việc có người vừa mang một thứ như quan tài vừa rời đi. Thế là hai cô gái đã chạy ra tìm và thấy đó mang theo một thứ cồng kềnh nên đã đến xem, nhưng đó chỉ là một bà lão. Còn nhóm Tô Du thì đã phát hiện xe của nhóm anh Chỉ Huy nên biết bên đó đã đuổi theo họ đến đây nên đành trốn vào hẻm tối để đi. Cậu sau đó gặp một người trong này và đã lao đến tấn công trước, nhưng Trai Ca cho biết đó chính là người chỉ điểm cho cô cậu ta tự xưng là Huy và cho biết họ nếu cần phương tiện di chuyển thì hãy đi về phía nam và thấy được một khu rừng và phương tiện họ cần sẽ ở gần một bờ hồ và đồng thời đi thêm nửa ngày đường nữa thì họ sẽ gặp được vị lãnh chúa của nơi này và vị đó cũng giữ một phần hài cốt của nhà vua Huy sau đó biến mất và cả ba cũng đã lên đường vào rừng để kiếm xe vì chỉ còn biết tạm tin lời Huy cả ba sau đó vào rừng và rồi thấy được quả thật là có xe bị bỏ lại trong này vì xe chạy bằng ma thuật nên chỉ đành để cho trai ca sử dụng cô sau đó đã chạy đến và kích hoạt thử thì vẫn còn hoạt động Cô sau đó đã tự mình dọn lại xe, còn Akari thì đi hái nấm. Toju thì đặt bẫy xung quanh để đề phòng. Cậu quay lại thì thấy Chayka có thể lái được xe ngon lành, nhưng cô lại lao xe thẳng xuống nước. Dẫu vậy thì vẫn ổn. Tối đó, lúc đang ăn thì Chayka lại ngựa ngựa muốn dùng súng để nấu cho nhanh và cái kết là mất ăn luôn. Akari sau đó đã kể lại vài thứ cô nghe ngóng được về vụ con rồng và vị lãnh chúa kia. Đại loại là năm xưa, có một nhóm đã trôi giạt đến một cái hàng. Họ đã nghỉ lại ở đó. Tối đó. Tiếng gió rít khiến ai nấy đều ớn lạnh nhưng người Chỉ Huy đã bảo là không sao. Để rồi khi vỡ lẽ ra thì họ mới biết đây là hang rồng và tiếng gió đó là của con rồng tạo ra. Người ta đồn con rồng đó là một sinh vật xảo quyệt nhưng ban đêm nó sẽ đi ngủ, nên họ muốn nói chuyện đàm phán với vị lãnh chúa để lấy di hài của nhà vua thì phải để ban đêm rồi đến gặp. Trong lúc đó, nhóm của anh Chỉ Huy kia đã bàn bạc vài thứ, họ không chắc việc trai ca thu thập di hài của nhà vua có phải để tạo ra vũ khí hay không, và một điều nữa là liệu nhà vua sống 500 năm có thật là có con gái hay không. Còn nhóm Tô Du lúc này đã thật sự lên đường. Chai ca đã cảm ơn Tô Du vì cậu đã chọn giúp cô đến giờ, nhưng cậu chỉ thấy cô khá là khổ sở. Và cô hiện cũng khá mông lung, là công chúa của một đế quốc đang dần lụi tàn. Và bị săn đuổi bởi tay chỉ huy kia và đồng thời được một kẻ bí ẩn là Huy giúp đỡ mà không rõ mục đích. Cô cũng chẳng rõ quá nhiều vì bản thân, do từ lâu cô đã sống ở nước ngoài và khi chiến tranh kết thúc thì cô mới biết là cha cô đã chết. Ký ức trước đây với cô gần như mơ hồ và cô chỉ rõ mọi thứ trong 5 năm gần đây từ khi chiến tranh kết thúc. Đột nhiên hai anh em Toju sau đó nhận ra có nguy hiểm, và rồi một đàn chó đã đuổi theo chiếc xe, Toju đã bảo Chayka ra tốc xe trong 5 giây rồi tắt máy để tránh bị điện giật. Cậu sau đó đã ôm Chayka vào trong và để xe tự chạy đi trước còn bản thân nhảy xuống đối phó với đám chó. Nhưng một con đã phóng điện vào cậu khiến cậu ngã gục. Đột nhiên cậu được một cô gái tìm đến và cứu giúp đuổi đàn chó đi, đàn chó cũng đã quay đầu bỏ đi. Toju đã nhận ra đây là vị lãnh chúa mà họ cần đến gặp cô giới thiệu bản thân là dominica và tô du thấy hơi khó xử khi sắp phải đánh cắp đồ từ người vừa cứu mạng cậu dominica sau đó đã đưa cả ba về dinh thự của cô nơi này chẳng có ai canh gác vì tô du biết nơi này có một con rồng lúc vào nhà dominica đã biến đổi trang phục của cô bằng long thuật cô hỏi cả ba ở đây có mối quan hệ gì thì akari đã bịa ra rằng cô và tô du là anh em ruột nhưng lại phạm phải tình yêu cấm kỵ và bị gia đình ngăn cấm để rồi cả hai rời đi và phiêu du khắp nơi cùng nhau Dominica có vẻ cảm thông với cả hai và cho biết cô cũng từng trải qua điều đó. Trai ca nghĩ cả hai có mối tình ngăn cấm thật nhưng cậu với Akari không phải anh em ruột mà chỉ ở với nhau từ nhỏ như anh em. Dominica sau đó sắp xếp cho cả ba một căn phòng, vừa vào dọn đồ xong thì cả ba đã đi thám thính quanh căn biệt thự xem thử. Xuống dưới bếp thì ở đây khá là giống như bị bỏ hoang, lương thực thì không có, mạng nhện thì bám đầy. Cả ba sau đó ra ngoài sân thì thấy có một bệ chiếu hình Dominica ở ngoài này. Có vẻ cô là dạng người thích tôn vinh bản thân, một lúc sau thì cả ba quay lại vào trong và thấy một con mèo trong này. Thế là Chai Ca tiện thể bế luôn, Tô Du sau đó muốn đi hỏi thẳng Dominica vụ di hài của nhà vua. Nếu không ổn thì họ sẽ dùng vũ lực, nhưng Chai Ca cho rằng Dominica là người tốt nên không được dùng vũ lực. Có điều cô phải nhớ, rằng Dominica về bản chất là kẻ thù của cô. Việc của cậu là hoàn thành mong muốn của Chai Ca, nên việc Dominica tốt hay không thì cậu không quan tâm. Nhưng vì cô là chủ thuê nên cậu sẽ nghe cô và khuyên cô hãy suy nghĩ cho thấu đáo. Chayka sau đó đã đi tắm và vẫn đắn đo về việc nghe theo Tô du hay không. Cô đã định dứt khoát chọn mục tiêu của bản thân làm đầu thì Akari đi vào. Akari cho biết là Tô du chỉ muốn nhấn mạnh quyết định của Chayka chứ không hề muốn làm khó cô. Sáng hôm sau, Akari đã làm đồ ăn cho cả nhóm cùng ăn. Lúc đang ăn sáng, Toju đã vào thẳng vấn đề luôn là con rồng của Dominica đầu. Cô cho biết nó không ở gần đây để đỡ dọa cả ba. Tô du lại hỏi tiếp là cô có phải một trong tám anh hùng đã hạ gục Hoàng đế hay không thì đúng và Toju đã xin được lấy di thể của hoàng đế để thực hiện ước nguyện cho một người quan trọng. Dominica ngay lập tức đứng lên chĩa kiếm vào cậu và cho rằng nếu họ muốn có di thể của hoàng đế thì bước qua Sako. Lúc cả ba về phòng, Akari đã nằm một góc mà tự kỷ. Còn Tô Du biết ai nấy đang muốn trách cậu vì tự nhiên gây chiến với chủ nhà, nhưng làm gì còn cách nào khác nữa. Nếu họ không đẩy nhanh tốc độ thì sẽ sớm bị hội của anh chỉ huy kia đuổi đến. Cậu sau đó bị Akari móc mỉa về việc cậu có vẻ thích mấy bé nhỏ tuổi cô dỗi là vì cách cậu gọi chai ca là người quan trọng khiến tozu phải giải thích rằng ý cậu là gì khi gọi chai ca là người quan trọng cậu cho rằng chai ca là người đã giúp cậu tìm ra mục tiêu cho bản thân cậu từng chỉ là một thằng thất nghiệp sống vất vưởng qua ngày nhưng giờ lại có thể có mục tiêu để chiến đấu cậu chiều hôm đó đã gặp lại chai ca và hai bên đã xin lỗi nhau vì đã quá hấp tấp tối đến hai anh em tozu đã chính thức làm kèo với dominica trước khi đánh thì cả hai muốn biết vị trí di thể ở đâu để phòng dominica mất mạng cô cho hay là nó ở chỗ bệ chiếu mà cả ba thấy tối qua trước đó Tô Du đã bàn trước với chai ca về việc dominica họ thấy có khi không phải người thật vì cô không bị sốc khi thấy chai ca như lão bá tước trước đó hai anh em sau đó đã ra sức đấu với dominica nhưng cô không hề có một sơ hở nào để cả hai khai thác Toju may mắn ném được một dao vào vai cô nhưng cô lại có khả năng hồi phục từ long thuật cô muốn cả hai nhắm vào chán cô mà đâm cho sâu nếu không thì đừng mơ thắng được akari sau đó bị nhắm đến và bị đẩy đến tình thế phải chạy vào trong biệt thự để tránh đòn Chika đã chờ sẵn ở cầu thang để nổ súng nhưng cả hai vẫn bám quá sát nhau khiến cô không bắn được, cả hai sau đó đã lùa Dominica ra sân sau. Bệ chiếu hiện lên và Touju đã lao đến sút nó đi, cả hai anh em sau đó cũng ra sức đập đi mấy bức tượng của Dominica trong này. Dominica hoảng loạn đến lạ và muốn cả hai dừng tay, Touju giờ đã chắc chắn việc người trước mặt không phải Dominica mà chính là con rồng. Có vẻ con rồng rất chân quý Dominica nhưng người thật thì đã bỏ nó đi hoặc ra sau đó nên nó mới đi tạc mấy bức tượng này để lưu giữ ký ức về chủ nhân. Con rồng sau đó điên cuồng tấn công cả hai nhưng Chai Ca đã nắm được thời điểm mà bắn cho nó một phát khiến nó trở về hình dạng ban đầu. Nó sau đó đã tấn công Tô Du nhưng Chai Ca đã bắn thêm cho nó một phát khiến nó rụng mất cánh và tạo cơ hội cho Tô du lao lên đâm vào chán nó. Nó bị biến về lại dạng người và cho biết Dominica thật đã bị bệnh mà ra đi. Nó bị bỏ lại một mình mà không ai ngó đến, vì không muốn quên đi chủ nhân nên nó mới treo đầy tranh và tạo ra nhiều bức tượng như vậy. Cậu sau đó không ra tay hạ sát con rồng mà chỉ lấy đi di thể của hoàng đế như đã hứa và mảnh họ lấy được lần này là hai con mắt của nhà vua. Con rồng sau đó đã biến hình thành dạng nhỏ hơn và quyết định lấy cái tên là Fredica. Cô từ giờ sẽ đi cùng nhóm Tozu và lấy mục tiêu đánh bại Tozu làm lẽ sống. Và từ giờ cho đến lúc cả hai phân thắng bại thì cô sẽ giúp đỡ cả nhóm. Hôm sau, cả nhóm đã chính thức lên đường và Tozu giờ mới biết con mèo trai ca ấm mấy ngày qua chính là Fredica biến thành. Vài ngày sau, cả nhóm đã đến được một thị trấn mới. Chai ca đã vào một hẻm tối để hỏi thông tin. Mấy kẻ mờ ám này đã dẫn dụ Chayka đi theo buộc Tô Du phải đến gõ cho mỗi tên một cái. Fredica nghĩ cả nhóm đang vui chơi nên đã hóa rồng nhảy xuống. Chayka cho rằng Tô Du xấu xa khi hại chết người cung cấp thông tin, nhưng cậu cho hay là đám đó đang lừa cô. Tô du đã dặn Chayka không được đi linh tinh kẻo lại làm loạn trong thị trấn, nhưng cô muốn làm gì đó có ích vì bản thân chỉ giỏi mỗi phép thuật còn mấy việc khác thì giờ. Huy thì lâu giờ cũng chẳng thấy xuất hiện cho gợi ý. Tô du có hỏi Fredica biết ai trong tám anh hùng nữa không thì nhỏ lại và cậu mà bỏ chạy Akari sau đó trở về và chẳng kiếm được thông tin gì. Nhưng cách đây một ngày đường có một thị trấn mà các cựu binh hay tụ tập về đó nên hy vọng nơi đó sẽ có thông tin. Và một điều nữa là cả ba đã bị gián cáo thị truy nã. Trong lúc đó, nhóm anh chỉ huy vẫn chưa tiến triển hơn miếng nào. Anh ta sau khi luyện tập thì về với cả nhóm. Anh ta thừa nhận là bản thân thấy ghen tị với Toju vì cậu được tự do chọn lẽ sống cho bản thân còn anh ta thì bị gò bó bởi nghĩa vụ. Còn nếu không dính bởi nghĩa vụ này thì anh ta cũng bị dính với nghĩa vụ của quý tộc phải cưới vợ sinh con rồi này nọ đột nhiên một người trong đội về báo lại là cáo thị đã giúp họ biết được vị trí lúc này của nhóm trai ca thấy cũng gần đây nên cả nhóm đã cấp tốc lên đường còn nhóm Tô du lúc này đi ngang qua một khu vực tàn tích toju và akari cảm nhận được họ đang bị theo dõi nên Tô du dặn trai ca không được hoảng đột nhiên một cô gái xuất hiện chặn đường và yêu cầu họ bỏ tư trang lại toju đã đi xuống và cho rằng cậu không bỏ và nếu người kia không tránh đường thì đừng trách cậu đột nhiên người kia rút ra một cây xà kiếm nó có thể tấn công từ xa buộc Tô du phải rút dao ra để khóa lưỡi kiếm lại và nhân lúc đối phương kéo kiếm về thì cậu đã lao lên tiếp cận. Và khi Tô du chém rách áo choàng thì cậu nhận ra đối phương có khuôn mặt rất giống Chayka. Sau kia thì cũng đã bị tấn công buộc Akari phải đẩy Chayka khỏi xe trước khi đống đá rơi trúng. Chayka sau đó bị bắt lại buộc Akari phải đến cứu nhưng một kẻ khác dùng súng ma pháp đã ngăn Akari tiến lại gần. Tô du lúc này đã khắc chế được cây xà kiếm và tóm được cô gái bên kia để đem ra đe dọa ngược lại. Hai bên lúc này đòi trao đổi người nhưng xe của anh chỉ huy đã gần đến đây buộc hai bên phải đường ai nấy rút hội của anh chỉ huy lúc này cũng tìm đến và biết là đã có ẩu đả ở đây thế là họ chia ra truy tìm vì biết chắc là nhóm Chayka ca chỉ ở quanh đây lúc về nơi trú ẩn toju và akari đã phải khám xét cô gái này để chắc chắn cô ta không mang theo vũ khí kỳ lạ là akari thấy cô gái này cũng có vết sẹo trên cổ như chai ca cậu sau đó đã hỏi tên cô nhưng cô ta không chịu nói nên akari và cậu đành gọi cô ta là cứng đầu bị gọi liên tục nên cô ta cũng nói ra tên bản thân là bodan chai ca bodan còn ở bên chai ca gốc, cô cũng bị khám xét và nhận thấy trên người không có gì nguy hiểm nên chắc là tư trang ở trong cái hỏng kia hết. Tozu và Akari lúc này đã nướng thịt ăn trước mặt chai ca bô để khiến cô ta thèm mà trao đổi thông tin để lấy thức ăn. Thấy cô ta cứng miệng nên cậu đã đến mồi cho một miếng. Và một khi đã ăn thấy ngon thì không thể nào cưỡng lại được nữa. Hội bên kia thì giờ đây cũng nhận thấy chai ca này rất giống chai ca của họ. Nhưng ngoài kia đầy kẻ tự nhận là chai ca và cũng đi thu thập di thể của hoàng đế. Và họ đến nay đã gặp đến ba người như vậy anh trai đây sau đó đã ra ngoài thám thính vừa ra khỏi nhà gỗ thì anh ta đã bị người của anh chỉ huy bắt gặp anh ta sau đó quay về chiếc xe và thấy lời nhắn hẹn gặp của tô du để lại người của anh chỉ huy sau đó đã quyết định chuẩn bị kỹ lưỡng để phục kích vào ngày mai tô du lúc này cũng biết đây là một chai ca chai ca đỏ cho rằng chai ca trắng của nhóm tô du là hàng giả nhưng chẳng có gì chứng minh cô ta mới là hàng thật cô ta đi thu hồi di thể nhà vua và mục tiêu hàng đầu cũng là diệt hết nhưng kẻ đã sát hại nhà vua và cả những kẻ bỏ rơi ông lúc ông thất thế Cậu có hỏi về thanh xà kiếm kia và bằng cách nào cô sử dụng được thì cô chẳng có ký ức nào về trước đó cả. Chai ca đỏ đột nhiên nhăng xị lên vì có bọ trên lưng nên Tô Du đã đến giúp cô, nhưng cô cứ dãy nảy lên buộc cậu phải cố mà phủi con bọ đi. Akari đã lao đến đòi xử cậu vì nghĩ cậu có ý đồ bất chính mà bỏ qua vụ đó. Vì lá thư của họ đã bị lấy đi và đổi lại là trang sức trên người chai ca trắng, có vẻ hai bên đều muốn trao đổi. Và vào đúng sáng hôm sau, cả hai bên đã đến điểm hẹn là thác nước để đổi người. Tô Du muốn bên kia trao đổi cho đàng hoàng, nếu trở mặt thì cậu sẽ giật dây kích nổ để chôn vùi cả lũ nhưng dù bên kia ngoài miệng nói thỏa hiệp nhưng vẫn để cô gái bắn tỉa rình một góc để xả súng lúc hai bên vừa cho hai chai ca đi qua thì đột nhiên họ bị nhiều con chim bay đến tấn công chúng là do nhóm của anh chỉ huy kia gọi đến để tấn công họ không ngờ lại có đến hai chai ca ở đây hai bên buộc phải tách ra để chạy còn tô du thì đã kéo cái túi sau lưng chai ca đỏ tay ra đó chỉ là bom khói để che mắt chai ca trắng đã phải chạy đi cùng anh trai kia còn chai ca đỏ thì đã xin tô du thả cô ra để cô chiến đấu cậu đã cắt dây chói vì ưu tiên bây giờ là sống sót, cả nhóm sau đó đã cùng nhau phối hợp và thoát khỏi được bầy chim. Nhóm Touju sau đó đã quay lại chỗ chiếc xe thì gặp lại Fredica ở đây, họ định bỏ xe nhưng Fredica bảo cô lái được và ngay sau đó thì liền hóa rồng và gạt đống đá đi. Nhóm của anh chỉ Huy lúc này đã đến hiện trường và không ngờ việc nhóm Tô du có thể tự mình xử hết đám chim và họ cũng không chắc trai ca nào là thật để nhắm vào bắt, nhưng cũng không loại trừ khả năng toàn bộ trai ca đều là con gái của nhà vua. Trong lúc đó, ở thị trấn mà cả nhóm Tô du đang hướng đến, đang có một cuộc hội nghị cấp cao diễn ra ai nấy đều đang bàn về những chiến sách để có thể bóc lột tầng lớp nông dân nặng nề hơn còn việc của chai ca quan trọng thì lại chẳng ai quan tâm vì xem là lời đồn không thiết thực quay lại với nhóm toju chai ca đỏ lúc này muốn thuê ngược lại toju nhưng cậu cho rằng lính đánh thuê sẽ không vứt bỏ danh dự mà phản bội lại chủ thuê nhưng chai ca đỏ hứa hẹn về việc sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn nhưng cậu chỉ quay đi và sẽ suy nghĩ sau trong lúc đó akari đã lẻn vào thị trấn để tìm thông tin và cô vô tình gặp lại anh trai cầm giáo kia Fredica lúc này đã tìm đến tozu và cho rằng nếu cậu xác định là sẽ làm việc cho chai ca thì chai ca nào mà trả được nhưng nếu suy xét kỹ thì chai ca đỏ chắc chắn là kèo ngon hơn đột nhiên akari đi về và báo là chiều nay ở quảng trường hai bên sẽ trao đổi lại lần nữa ở bên kia anh trai cầm giáo lúc này cũng đã thấy thích thích cái vẻ dễ thương của chai ca trắng nên hơi đắn đo chiều hôm đó hai bên đã gặp lại nhau để đổi người chai ca đỏ vẫn muốn tozu đổi ý nhưng cậu cho rằng chai ca đỏ vốn đã chính chắn nên có thể tự lo được còn trai ca trắng thì lại nhẹ dạ cả tin, nên cậu không bỏ mặc nhỏ được. Nên quyết định sau cùng vẫn là đổi lại, trai ca trắng cũng đã tạm biệt anh trai kia. Anh ta cho cô biết bản thân là David và nếu có duyên thì gặp lại. Trước khi đi thì Tô Du cũng đã trả cho trai ca đỏ cây xà kiếm của cô. Nhưng đúng lúc này thì cô gái cầm súng tỉa lại dự định xử nhóm Tô Du vì đây là lúc bên cậu lơ là cảnh giác nhất. Có điều cô ta vừa nhắm đến Akari thì giật mình khi thấy đuôi mèo. Và Akari thật đã bất thình lình tấn công ở đây buộc cô ta phải nhảy khỏi tòa nhà và bắn ra pháo sáng. Cô ta sau đó chạy thoát và cắt đuôi được Akari. Nhóm Tozu cũng sớm rời đi và về lại chiếc xe. Akari cũng sớm hội quân và trao lại kẹp tóc cho Chayka. Cả nhóm vừa rời đi thì Chayka đã cho Tozu biết về việc có nhiều Chayka giống như cô và cô lo là bản thân là hàng giả. Nhưng cậu chỉ phục vụ mình cô, thế là đủ. Đúng lúc này thì Chayka đỏ và David lại chặn đường. Cô muốn nhóm Tozu giao ra di thể của nhà vua. Nếu nhóm cậu muốn thì có thể đi theo, nhưng Chayka trắng thì không. Thế là Tozu không cần suy nghĩ mà xem họ là kẻ địch luôn cậu lao lên một mình cân hai nhưng cô gái bắn tỉa lại nhắm vào cậu thì có akari đến lo liệu chai ca trắng đã bắn ra pháo sáng và giúp tô du chuyển sang dạng tóc đỏ mà lao đến cậu tóm được xà kiếm và hất chai ca đỏ đi buộc david phải ném ra bom khói giúp cả nhóm chuồn đi nhóm tô du sau đó lại lên đường và cậu biết họ vừa có thêm kẻ địch nên từ giờ phải tính toán kỹ lưỡng chai ca đỏ thì đặt quyết tâm diệt hết những chai ca khác để trở thành người duy nhất tối đến lúc cả nhóm nghỉ lại thì tô du đã rảnh háng mà đi vào đắp chăn cho chai ca. Đột nhiên Akari dí dao vào cổ cậu và muốn cậu đừng ngó lơ em gái này mà đi hút con mồi nhỏ bé trước mặt. Đột nhiên Gui một lần nữa đến gặp cả nhóm. Cậu ta có thông tin về anh hùng tiếp theo, người đó là Simon, một pháp sư của đế quốc. Người đã mất tích 4 năm về trước và hiện tại đang ở một thị trấn cách đây 3 ngày đi đường. Tô du không biết làm sao Gui có được thông tin chắc chắn như vậy thì cậu ta chỉ nói bản thân là sứ giả rồi rời đi. Cả nhóm sau đó đã đến một thị trấn gần đây để hỏi đường. Ông chủ tiệm đây cho biết nơi cả nhóm hướng đến có tên là thung lũng không lối thoát vì nơi đó quanh năm bị bao phủ bởi sương mù không ai có thông tin gì về nơi đó vì cơ bản là chưa ai trở về khi tiến vào vùng sương mù kia còn bên anh chỉ huy kia lúc này anh ta cũng đã nghe tin về người pháp sư simon kia và bên chính quyền lúc này nhận thấy dường như đang có chuyện gì đó xảy ra với tám vị anh hùng từ việc tên bá tước lúc đầu bị cướp cho đến dominica cũng qua đời vì bạo bệnh vài người tin là liên quan đến lời nguyền mà nhà vua đã yểm lên họ trước khi chết hoặc cũng có thể ai giữ bình di thể của nhà vua là sẽ gặp chuyện không lành nhưng cái đó tạm bỏ qua vì vẫn chỉ là lời đồn thất thiệt ngay sau đó anh trai đầu chọc của nhóm anh chỉ huy đã tìm ra được vị trí mà của nhóm tô du đang đi thì tô du đột nhiên cảm nhận được bất thường và bảo chai ca lên đạn cậu sau đó cũng yêu cầu bên kia ra mặt nên nhóm anh chỉ huy cũng phá giải luôn phép ngụy trang trên chiếc xe anh ta đã hỏi chai ca thu hồi di thể của nhà vua làm gì thì cô chỉ muốn chôn cất ông ai nấy đều không tin nên tô du đã nhờ em gái bảo vệ chai ca còn cậu một mình lao lên anh chỉ huy thấy đàm phán không được nên quyết định ra giao chiến với tô du và giờ đây ta biết tên anh ta là Zilet Hai anh em sau đó đã phải chia ra mỗi người đối phó hai đối thủ của phe Gillette. Việc một mình cân hai cũng khá khó nhất là khi bên nào cũng di chuyển liên tục khiến Chayka không thể ngắm bắn. Đột nhiên Fredica tìm đến. Thấy đánh lộn nên cô đòi vào chơi chung, nhưng Tozu muốn rút lui vì không thích thiệt hại ngoài ý muốn. Fredica đã tiến đến hút Akari và Chayka đi. Còn Tozu thì bám vào đuôi để chuồn lẹ. Cậu quyết định sẽ không về thị trấn lấy xe nữa mà bảo Fredica hướng thẳng đến thung lũng sương mù luôn lúc đến đó chai ca đã dùng phép dò tìm thử nhưng có vẻ sương mù này là do ma thuật tạo ra nên không dò được và để tạo ra màn xương như này thì cần rất nhiều ma pháp nên lõi của nó có vẻ là di thể hoàng đế tozu muốn fredica lượn một vòng tìm thử thì cô từ chối vì cô chỉ giúp để đấu với tozu mà cậu lại mãi không chịu đấu với cô thế là chai ca đã tự mình leo xuống buộc tozu phải xuống theo thấy chai ca sắp ngã thì cậu đã chạy đến đỡ và cột dây vào cho chắc nhưng đột nhiên cả tảng đá bị vỡ và kéo cả hai anh em tozu và chai ca xuống dưới Fredica cũng chỉ còn cách bay xuống theo, ở dưới kia. Tozu lúc này đã ở cùng Chayka và ân hận vì Akari đã hẹo. Thế nhưng hình ảnh đó là ảo giác của Tozu vì ba cô gái đã ở trong kết giới chống xương của Chayka. Cô cho biết màn xương này có thể gây ra ảo giác và giờ mở ra thì họ cũng sẽ gặp ảo giác như Tozu, giờ chỉ còn cách đợi cậu đi lại gần rồi đưa vào thật nhanh là được. Thế là họ đành xem tiếp và thấy Tozu lúc này mơ về một cuộc sống màu hồng với Chayka. Akari cay lắm chứ, vì thế nên cô dự định đập cho Tozu một trận khi đưa vào đây. Tô du lúc này mơ về việc chỉ còn một mảnh của hoàng đế trên người gilet nữa thôi là Toju du sẽ hoàn thành ước muốn cho Chayka. ca nhưng cô đã từ chối vì giờ cô quyết định cưới di và mảnh Zilet đang giữ thì anh ta tặng cô xem như quả cưới Toju du tuyệt vọng chạy theo và vào đúng hướng kết giới Akari vừa bảo Chayka ca mở ra cho tozu thì vào thì cô ngay lập tức tóm đầu tozu mà và đông đốp vào mặt cậu Fredica cũng tranh thủ đấm thêm mấy cái Chayka ca lúc này có cách đó là cô sẽ bắn ra một viên đạn làm nhiễu để giúp họ đi tiếp họ sẽ phải đi theo đúng đường mà cô bắn ra kế hoạch đã có nên cả nhóm nhanh chóng thực hiện và chạy đi chỉ sau hai lần bắn thì họ đã thấy được vị trí của trung tâm ma pháp mà chạy đến chai ca đã bắn một phát để phá hỏng cái máy khiến màn xương biến mất họ sau đó xem xét xung quanh và bắt gặp một ông lão ông ta có vẻ là simon và sau khi tra hỏi thì cả nhóm biết được ông đã đào ngũ sau khi bị bạn thân và vợ phản bội thế là ông ta đến đây tạo ra màn xương này và khiến những ai lạc vào chịu cảm giác như ông ta ông ta giờ chẳng cần di thể nữa nên bảo cả nhóm thích thì cứ lấy thế là họ vào nhà ổng và cứ thế lấy đi tuy lúc lấy đi ổng cũng hơi tiếc nhưng rồi vẫn để cả nhóm đi lúc rời đi tô du đã giải thích cho cả nhóm nghe về việc cậu gặp ảo giác về cuộc sống với chai ca là do cả akari và fredica đều ngoài tầm với chai ca nghe vậy thì dỗi mà không thèm đếm xỉa đến cậu nữa gilet lúc này đã về gặp cấp trên anh ta cho rằng vụ của chai ca vẫn còn uẩn khúc vì theo anh thì chai ca có mục tiêu khi thu thập di thể chỉ là để chôn cất khá là vô hại và cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy việc chai ca đang tỏ ra quá nguy hại đến người dân cấp trên muốn di tạm thời rút khỏi vụ của chai ca vì giờ họ cần tập trung gia tăng phúc lợi cho người dân trong lúc đó nhóm tô du đã tìm đường tắt để đi tiếp ấy vậy mà đường này lại gập gành khó đi đột nhiên cả nhóm bắt gặp một trạm thu phí đám này cho biết đây là địa phận của tân đế quốc là nền móng khai sinh lại đế quốc hùng mạnh đã lụi tàn 5 năm về trước vài tên tướng quân sau đó đi ra và cho biết chúng đã có được công chúa chai ca để dần xây dựng lại đế quốc tô du thấy chai ca của bên kia thì biết ngay đây lại là bọn lừa đảo nhưng chai ca không muốn ẩu đả nên đã cho họ một đồng bạc có điều đồng này mệnh giá khá lớn nên chúng thấy nghi ngờ họ mà đòi soát xe lúc ra sao Akari đã lừa rằng cả nhóm là đoàn diễn ca kịch thế là đám này đòi cả nhóm diễn cho công chúa của họ xem lúc đưa về nơi được gọi là dinh thự của công chúa thì nơi này quá chi là tồi tàn nhưng cả nhóm cũng chỉ đành diễn diễn để qua mặt từ tung hướng táo cho đến ném dao vào táo và sau cùng là bỏ mèo vào hòng và ngay sau đó thì đầu rồng lao ra tối đó nhóm Tô du đã ở lại tạm nơi này Chai ca đã lỡ mùng nói ra việc cô cũng là người đế quốc khiến hai anh em Tô du phải hùa theo họ sau đó thấy một nhóm người mang trang sức vàng bạc về tô du sau một hồi thì thấy nghi ngờ đây giống một băng thảo khẩu hơn là quân phục hưng đế quốc chai ca sau đó đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với cô công chúa giả kia cô ta muốn chai ca giúp đỡ trong việc phục hưng đế quốc cụ thể là đến như nhà quý tộc lớn để xin viện trợ tài chính chai ca thấy thú vị và bắt đầu ngồi nghe và thấm nhuần lý tưởng của cô ta cô ta sau đó đã vào thư phòng và lộ ra mặt thật chúng thật sự là một băng thảo khẩu và dự định chấn sạch đồ của nhóm tô du tô du lúc này muốn chai ca lên đường nhưng cô nhất quyết không chịu vì đã bị ả à công chúa giả kia lừa mà muốn ở lại giúp fredica cho rằng giờ mỗi chai ca biết lái xe nên chỉ còn cách là chiều theo chai ca tô du khá giận nên bỏ đi ngủ trong lúc đó ả à công chúa giả kia cùng một người khác đã đột nhập vào trại của quân đội để ăn trộm nhưng vừa vào thì họ đã bị phục kích và bắt tóm còn những người khác thì đã đến dụ dỗ tô du vào hội cậu từ chối nên chúng lộ luôn mặt thật thế là hai anh em tô du đã thẳng tay bắt chói chúng một tên trong đoàn giờ mới nhớ ra nhóm Tô Du là hàng thật do từng thấy cáo thị truy nã. Tô Du cho rằng việc chúng muốn khôi phục đế quốc chỉ là để lừa người. Thực ra ban đầu chúng cũng có ý định đó, nhưng về sau thì chúng nhận ra nuôi thân còn không nổi thì khôi phục đế quốc sao nổi. Nhóm Tô Du sau đó định rời đi thì nghe tin cô gái tóc vàng kia bị bắt và trai ca muốn cứu người đó nên Tô Du đành chiều theo cô. Cả nhóm sau đó đến nơi giam giữ cô ta. Đây là một nhà tù dưới lòng đất và Tô Du muốn bỏ vì quá khó, nhưng trai ca muốn dùng mọi cách có thể. Cô sau đó xuống và bắn phép lặng im vào song sắt để Akari đập mà không nghe tiếng. Akari sau đó đã xuống và tìm đến giải thoát cho cô gái tóc vàng kia. Lúc trở về, cả nhóm kia đã cảm ơn Chayka vì ơn giúp đỡ lần này, và Chayka chỉ muốn được cô gái tóc vàng đây dạy cho vài bài thơ của hoàng đế như là trả ơn. Cả hai đã ngồi đọc thơ đến sáng và cô gái tóc vàng thấy cả hai sắp phải chia xa. Chayka khuyên họ nên tìm mục tiêu mới mà làm, nhóm Tô du cũng đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường. Và mấy người kia đã trả cậu đồng bạc lúc trước cậu đã hỏi họ có biết gì về hoàng đế ngày trước không thì họ chưa từng gặp ông ta mà chỉ nghe đồn đại là chính và thế là nhóm tô du lại tiếp tục lên đường vài ngày sau cả nhóm dừng chân ở một thị trấn đang sắp có lễ hội và cả nhóm thì lại cần đến đây mua vài bình ma pháp để giúp chạy xe lúc vào cửa tiệm chủ tiệm cho biết hàng đã hết giờ mà muốn điều chế ra bình ma pháp từ khoáng thạch thì cũng mất hơn một ngày mà con của ông chủ thì lại đòi bố rất đi chơi hội vào ngày mai đã vậy thì mấy tiệm gần đây cũng đã đóng cửa nên không thể đi nơi khác mua được nhưng ông chủ cũng viết ra danh sách những nơi gần đây để cả nhóm đi tìm thử. Sau khi xem xét lại thì xe chỉ còn đủ ma lực để đi được nửa ngày đường, nhưng Chai Ca cho biết là có thể dùng ký ức để chuyển đổi thành ma lực cũng được. Nhưng Tô Du nghi ngờ việc cô mất ký ức trước đây cũng là do đổi ký ức này. Thế là cậu cấm cô từ giờ không được dùng nó nữa, cả nhóm sau đó đành quyết định đi xem thử từng tiệm xem sao. Trong lúc đó, Gillette và một cô gái trong đội đã đi dạo chơi quanh thị trấn thì vô tình gặp một vụ cướp. Anh đã ra tay xử lý nhưng trong vụ này tên cướp kia dường như cũng không quá sai vì người này đang cố đòi lại số tiền đã bị đám quý tộc như bà này chấn lột mất nhưng Gillette chọn đứng về lẽ phải và vẫn cho rằng hành động này là sai trái tuy nhiên anh vẫn thả người đàn ông đi còn nhóm của Gillette lúc này đang dọn dẹp và thấy lâu rồi Gillette mới ra ngoài dạo chơi vì lâu nay anh toàn nhốt mình trong phòng vì vụ của trai với cả họ cũng đã cố tạo cơ hội cho hai người kia thân thiết với nhau có điều ai nấy đều chắc tình cảm của cô gái kia sẽ không được Gillette nhận ra vì anh ta khá ngốc trong chuyện tình cảm đột nhiên có người đến tìm Gillette và bảo là có lệnh từ thống lĩnh gửi đến gillette và cô gái lúc này đã đi qua một cửa hàng bánh và định mua về cho mọi người sẵn thấy có bánh tiên tri nên cả hai đã thử bói một quẻ vì lời bói khá mơ hồ nên cả hai đành giữ lại sau ngẫm tiên con cú đưa tin bay đến nên cả hai cũng sớm trở về để nhận lệnh còn nhóm tô du lúc bây giờ vẫn chưa tìm được tiệm nào mở sẵn thấy có đoàn lái buôn nên cả nhóm đến hỏi thử nhưng ma pháp cũng đã được đoàn này bán hết chai ca nhận thấy tô du có vẻ hoài niệm nên hỏi cả hai thử thì được tô du cho biết hồi xưa cả hai được sinh ra trong một ngôi làng ẩn Trẻ con nơi đó đã được rèn luyện chiến đấu từ sớm, ai nấy đều ước mơ được thể hiện bản thân trên chiến trường. Ngày nào cậu cũng tập luyện, nhưng đàn anh của cậu cho rằng cậu chỉ là một kẻ nửa mùa và không xứng làm lính đánh thuê. Akari thì thấy vui vì thời đó được so tài với Tozu mỗi ngày. Cô luôn thắng vì Tozu chả bao giờ chịu đánh đến nơi đến chốn với cô, cả hai giờ định gạ kèo nhưng Tozu không thích. Cả hai quay qua hất nước vào nhau nên chayka thấy ghen tị với cả hai vì có những ký ức tốt đẹp. Chiều đến, Akari quyết định về trong xe nên để chayka và To đi xem tiếp cả hai sau đó tìm được một cửa tiệm còn bán ma lực nên đã vào mua ông chủ đây không nghĩ hôm nay mà vẫn còn khách khi hỏi có ma lực không thì ông vẫn còn tô du thắc mắc sao ông không đi chảy hội thì ông cho biết đây là ngày hội thống nhất nhưng với ông chẳng có gì vui vì chiến tranh đã lấy đi hết gia đình ông sẵn đây thì chai ca đã nhờ ông cha ma lực vào vỏ đạn luôn giúp cô chai ca sau đó có hỏi tô du có ký ức đau thương nào không thì cậu cũng có ngày trước đoàn lái buôn hay đến làng cậu trong đó có một chị gái mà cậu rất thích cậu luôn học nhiều trò để diễn cho chị xem nhưng chị chưa bao giờ khen cậu lấy một câu nào có lẽ chị không thích việc một đứa trẻ như cậu lại học mấy cái nguy hiểm này cho đến một ngày cậu nghe tin đoàn lái buôn bị tấn công cậu đã chạy đi tìm chị ấy nhưng cả đoàn lái buôn đều đã bị thảo khẩu sát hại không còn một ai cậu đã sốc khi chứng kiến người chị yêu quý ra đi ngay trước mắt không lâu sau thì cả làng đã triệt diệt bọn thảo khẩu đó nhưng có làm vậy thì người cũng chẳng thể sống lại đàn anh dù huấn luyện cậu nhưng thấy cậu vẫn chưa quên được ký ức đó không phải cậu muốn níu giữ ký ức ấy mà nó chỉ là không để cho cậu quên Chai ca đã cho cậu vài lời khuyên và ông chủ tiệm cũng đã chuẩn bị xong đồ cho cả hai. Tô Du có hỏi ông biết chỗ nào bán ma lực số lượng lớn không thì gần đây có vùng của một vị lãnh chúa. Nơi đó có mỏ khoáng thạch nên sẽ có số lượng lớn cho cậu. Và ông chủ tin là nơi đó có di thể của hoàng đế nên mỏ mới rồi rào như vậy. Nơi đó cũng cách đây một ngày đi đường nên cả hai thấy tiệm này đã cho họ thu hoạch lớn. Tối đó, Tô Du đã cho Chai ca xem pháo hoa trước khi lên đường như cô muốn. Còn bên Gilles lúc này, lệnh mới của anh ta là phải đi đánh chiếm một pháo đài bay và tình cờ vị trí của nó cũng là nơi mà nhóm tô du hướng đến hôm sau nhóm tô du đã đến được thị trấn mới vừa vào đây thì ai nấy đều để ý đến tô du và chai ca cậu không hiểu sao họ lại nhìn chằm chằm đến vậy và có vẻ họ tập trung nhìn vào chai ca sau một hồi suy xét thì cậu nhận ra nơi này không có phụ nữ sau khi đến một cửa tiệm để mua bột ma lực tô du đã hỏi thử tình hình nơi đây gần đây bột ma lực ngoài thị trường bị ít đi hẳn do lãnh chúa đã yêu cầu thu mua hết toàn bộ còn về phụ nữ thì cũng vài ngày trước lãnh chúa đột nhiên đưa lính đến bắt ép và đưa hết phụ nữ vào điện những người đó chưa thấy trở về và không còn rõ sống chết ra sao tô du có hỏi điện của lãnh chúa đâu thì nó chính là pháo đài bay trên trời kia lúc trở về tô du nhận thấy việc chúng gom ma lực hẳn là để vận hành thứ đó nhưng việc chúng bắt phụ nữ đi thì không rõ nhưng giờ có muốn dính vào rắc rối hay không thì họ cũng phải đột nhập vào đó vì có thể trong đó cũng có di thể của hoàng đế nữa giờ trai ca không có phép nào để bay cả nên tô du chỉ còn nước hạ mình cầu xin fredica giúp đỡ và hiển nhiên là cô éo chịu vì cậu mãi không chịu đấu với cô tô du đành hứa là sau khi lấy được di thể sẽ đánh với cô nói vậy chứ cậu chẳng ưa đấu với một con rồng bất tử chút nào kể cả biết điểm yếu là não thì chắc gì cậu còn sống mà chạm vào đó tối đó cả nhóm đã bay lượn để xem thử lối vào bên trong nhưng pháo đài này khá kỹ lưỡng và không có điểm nào để vào trong cả thế là hôm sau nhân lúc tên lãnh chúa lại ra tay bắt người thì akari đã trà trộn vào đám đông để bị đưa lên tàu chung cô sau đó tách đoàn và rồi đi thám thính xung quanh hai cô gái trong đội Zilet cũng đã đột nhập lên đây và cố tìm thông tin gửi về Liên Minh các quốc gia lúc này một mực muốn đòi lại pháo đài bay từ tay lãnh chúa nên đã ra lệnh đưa quân thảo phạt hai cô gái trong đội Zilet sau đó tìm hiểu được ở đây khá là vắng so với một pháo đài lớn lãnh chúa thì không thấy lộ mặt mà mọi việc đều được một tên pháp sư là Lancia điều hành theo sau là một cậu trai có vẻ là người nhà lãnh chúa Zilet lúc này đã nhận được mật báo nhưng đột nhiên thống lĩnh gọi đến báo tin là Liên Minh đã bỏ mặc lời khuyên can từ ông mà hạ lệnh đánh sập pháo đài bay kia. Bên liên minh lúc này cũng đã lôi ra pháo đài bay thứ hai để sử dụng, và họ sẽ sớm đến đây. Zilet được lệnh sơ tán và bảo hai cô gái trong pháo đài rút lui. Tối đó, nhóm Tozu đã thấy dấu hiệu của Akari mà xâm nhập vào trong. Vừa vào được bên trong, Akari cho biết di thể có vẻ ở phía trên nên họ cần lên cao hơn xem thử. Vừa ra ngoài này, cả ba đã thấy một cột trụ lớn, trong đó hẳn là lõi ma lực của cả pháo đài. Nhưng vừa đi đến thang máy thì cả nhóm đã bị bao vây. Fredica bị đâm trúng và ném xuống dưới buộc Akari và Tozu phải chia nhau ra chạy. Chai ca đã theo Tô Du và tạm thời trốn được. Cậu nhận thấy đám lính kia khá lạ, chúng như bị điều khiển và không biết đau đớn là gì. Akari cũng vì vậy mà một mình cân không nổi đám lính và bị chúng bắt lại. Hai cô gái trong đội Z-Led lúc này cũng định làm gì đó thì con cú đến báo tin, Akari đã bị đưa đến trước mặt tên Pháp Sư. Cậu trai đi theo ông ta cũng ra mặt, tên nhóc này là con út của lãnh chúa và có sở thích bệnh hoạn là giải phẫu con người. Tên nhóc này đã giải phẫu cha mẹ và anh chị nó, nên có thể xem nó là tên đầu tiêu và chung sủng với tên Pháp Sư. Hắn sau đó đã cho Akari hít một loại thuốc gì đó khiến cô bị mất ý thức và rồi cầm khẩu súng ra bắn ma pháp vào đầu cô để thao túng. Trong lúc đó, hai cô gái nhóm Gillet không biết giờ thoát ra kiểu gì khi đang ở trên không. Còn Tozu và chaika thì vô tình gặp một cô gái tự xưng là Layla. Cô muốn nhờ Tozu cứu giúp những người khác và cái tính tốt bụng của Chayka một lần nữa làm vướng chân cậu. Cả hai sau đó đi theo Layla nhưng sớm bị quân lính chặn lại. Tozu buộc phải chiến đấu còn Layla thì đã bắt Chayka đi mất. Tozu sau đó cũng gặp Akari cậu buộc phải vừa đánh vừa chạy nhưng Akari vẫn bám theo rất dài. Cậu hỏi lý do cô phản bội nhưng chẳng có câu trả lời, ngay lúc cậu vật được Akari xuống và định đâm một nhát thì lại lưỡng lự để rồi bị sút đi. Chai ca lúc này đã bị đưa đến một căn phòng và bảo là chờ ở đây. Layla đã chạy ra gặp tên nhóc kia và lộ ra cô ta là chị của tên này, và tất nhiên chị em này cũng chẳng tốt đẹp gì. Toju lúc này đã được hai cô gái bên nhóm Gilles bắt gặp, cậu bị Akari sút xuống thì đã phi dây để móc lại. Nhưng Akari còn cắt luôn dây khiến cậu rơi xuống nhưng may là hai cô gái đã cứu cậu cậu sau đó đã trao đổi thông tin với cả hai và việc nơi đây có di thể cũng chỉ là lời đồn hai cô gái bên kia đã đề nghị hợp tác với cậu vì ưu tiên bây giờ là sống sót thoát ra cậu sau đó biết chuyện quân của liên minh đang đến đây cậu có cách thoát ra nhưng giờ việc cần làm là tìm lại cả nhóm trước đã cậu muốn cả hai hỗ trợ cậu và khi đủ người cậu sẽ giúp cả hai thoát ra cả ba sau đó ra ngoài và thấy là chỉ còn cách đi lên pháo đài bay lúc này đã bắt đầu di chuyển kế hoạch câu giờ của nhóm gillet lúc này đã sắp phá sản vì hai bên pháo đài sẽ sớm gặp nhau còn Layla lúc này quay lại gặp Chai Ka và hỏi thử việc Chai Ka chôn cất nhà vua có thật sự là ý định của cô hay không, hay đó chính là suy nghĩ được nhồi nhét vào đầu cô lúc cô được tạo ra, cô lúc này sống mà không rõ bản thân được tạo ra vì điều gì, sống vì mục đích nào. Nếu biết được sự thật thì có khi cô sẽ chìm đắm vào tuyệt vọng. Nhóm Toju lúc này phát hiện có vết máu trên tường, đám của tên nhóc tóc vàng lúc này đang hô hào về mấy thứ nhảm nhí từ cái đầu bệnh hoạn mà chúng có thể nghĩ ra. Và Toju lúc này đã sốc khi thấy những cô gái bị bắt lên đây đã bị hành hạ rồi treo trong này. Theo lời hai cô gái thì tên pháp sư có vẻ đang muốn dùng ký ức của những cô gái đây để tạo thành ma lực duy trì pháo đài bay, ký ức càng đau đớn càng cho nhiều ma lực. Và nó sẽ còn mạnh hơn nếu là phụ nữ, ai nấy đều phẫn nộ với điều này và quyết sẽ ngăn cản mọi thứ. Chai ca lúc này đã phủ nhận những lời Layla nói, nhưng cô ta đã cho cô thấy sự thật. Rằng cô ta cũng là một chai ca như cô, nhưng cô ta đã tìm ra được sự thật về bản thân và quyết định vứt bỏ con người trước kia. Theo như cô ta tìm hiểu được, chai ca là những con người, nhưng công cụ được tạo ra để phục vụ chai ca gốc đi tìm di thể của hoàng đế. Mỗi chai ca đều sẽ có thế mạnh riêng và chai ca trắng đây là dạng ngây thơ để dẫn dụ người khác. Cô ta khi biết sự thật này thì đã quyết định vứt bỏ danh nghĩa chai ca của bản thân mà chọn trở thành một con người khác. Toju lúc này đang cùng hai cô gái tránh khỏi quân lính và Akari. Cô gái tóc xanh cho rằng Akari có thể đã bị ma thuật điều khiển. Chai ca lúc này thì đã gặp lại Fredica. Fredica muốn di thể nhưng Layla từ chối giao ra. Và rồi một con quái vật đột nhiên tìm đến và đâm vào đầu Fredica mà lôi đi. Layla cho biết cô ta cần di thể để tạo ra ma lực và phục vụ cho pháo đài này. Gillette lúc này đã đến trước bộ binh của quân liên minh và xin được trì hoãn đến khi mật báo của anh thoát ra. Nhưng tay chỉ huy đây từ chối vì ông ta không muốn trì hoãn việc lớn chỉ để cứu hai mật báo còn con. dilet rất tức giận. Nhưng giờ nếu anh ta ngăn cản họ thì sẽ phạm tội khi quân vì cuộc đàn áp này là lệnh từ chính hoàng đế. Nhóm Tô Du lúc này đang đi trong lối thông gió thì phát hiện con quái vật lao đến nên đành thoát ra. Giờ đường đi đã bị chặn nên Tô Du dự định ra ngoài leo và bảo hai cô gái chờ ở đây. Nhưng nhóm Akari đã đến đây buộc Tozu phải cứu người. Cậu nhờ cả hai đối phó với nhóm kia và nhẹ tay với em gái cậu một chút. Nói xong thì Tozu cũng đu dây ra ngoài. Zilet lúc này quyết định vứt bỏ nghĩa vụ mà rút kiếm ra cản đường tiến quân bằng mọi giá. Akari lúc này cũng đã xông vào được bên trong. Còn Tozu thì nhận thấy pháo đài bay của liên minh đã sắp đến nên cậu cần khẩn trương lên. Pháo đài liên minh sau đó đã kích hoạt pháo để tấn công. Zilet đã yêu cầu được gặp chỉ huy trên này nhưng ông ta đã từ chối mà cho nã đạn pháo đài bên kia bị bắn trúng nhưng đã có khiên chặn nên chỉ bị rung chuyển dung chuyển đó đã giúp hai cô gái trong đội Gilles bắn được một viên vào đầu akari và khiến cô bất tỉnh tô du thì đột nhập vào trong nhưng lại chạm mặt con quái trắng kia hai pháo đài sau đó bắn qua bắn lại akari đã tỉnh và hết bị thao túng cô vẫn nhận thức được khi bị điều khiển nên biết mọi chuyện đã xảy ra trước mắt thì cô cần tìm chai ca và tô du trước con quái lúc này đã đàn áp tô du và chuẩn bị gặm đầu cậu nhưng cậu đã bắn dao và người nó rồi vung lên đâm liên tục khiến nó gục hoàn toàn trong lúc đó akari đã kể lại cho hai cô gái nghe chuyện cô vô tình gặp được xác của fredica đột nhiên fredica từ trong cơ thể đó chui ra nhưng là phiên bản nhỏ hơn cô giờ mới biết cơ thể bản thân có cấu tạo kép nên dù bị giết thì vẫn tái sinh được một lần akari đã nhờ fredica đua họ lên tìm hai người kia quân đội liên minh lúc này đã thất thế và hư hỏng nặng đột nhiên pháo đài của tên nhóc tóc vàng bị bắn lệch hướng khiến phát bắn vừa rồi hướng thẳng đến bộ binh mà gillette đang chặn đứng cậu trai thú nhân trong đội gillet may mắn né được nhưng những người dưới kia thì không và sau cùng chỉ còn thanh kiếm của Gilles sót lại biết được súng đang bị hỏng thì leila đã đề xuất việc lao cả pháo đài này vào pháo đài bên kia luôn xem như là sự hy sinh để châm ngòi cho chiến tranh ông chỉ huy bên kia cũng không vừa khi định quyết tử với bên này luôn chai ca lúc này đã thoát ra được tô du thì đang đi tìm cô nhưng cô lại vô tình vào được nơi mà leila cất giữ di thể của nhà vua đột nhiên pháo đài của bên liên minh lao thẳng đến và húc vào pháo đài của tên nhóc tóc vàng chai ca vì vậy mà ngã vào trong và bị leila và tên tóc vàng phát hiện hắn dự định làm vài đường trên người chai ca còn cô thì vẫn tin Tô Du sẽ đến. Nhóm Akari lúc này đã đến căn phòng trước đó nhưng Chayka đã đi mất, đám quái lại kéo đến nên Fredica muốn trả thù và để cả nhóm đi trước. Pháo đài lúc này đã rơi xuống nước, còn Tô Du thì đã tìm đến đây, tên nhóc tóc vàng đã lao ra đối phó với Tô Du. Và quả nhiên tên này cũng có chút võ nghệ, nhưng Tô Du đã gian manh hơn khi quay lại đâm cho hắn một nhát và chấp nhận hứng lại một đâm vào tay, tên nhóc thì hẹo còn Layla thì trốn đi. Tô Du muốn Chayka mau chóng lấy di thể của nhà vua mà sớm rời đi, tên pháp sư lúc này cố cứu con tàu thì bị akari gõ một cái vào đầu mà bất tỉnh đám lính và quái cũng theo đó mà gục theo nước đang dần trào vào và tô du thì đã lết không nổi nữa nhưng cậu đã đứng ra đỡ mũi tên của Layla và rồi rơi xuống dưới cô ta tính bắn luôn chai ca nhưng đột nhiên quy xuất hiện phía sau khiến cô ta bất ngờ và để bị chai ca bắn trả chai ca sau đó đã quăng cái quan tài xuống rồi nhảy xuống theo để cứu tô du. cô tóm được tô du và dùng phép để tạo ra bóng khí để đưa tô du lên cả hai định tranh thủ hôn hít nhưng nhóm akari đã đến trước khi điều đó xảy ra Cả nhóm sau đó cứ thế cưỡi Fredica mà thoát khỏi pháo đài. Còn tên nhóc tóc vàng và Layla thì cùng nhau bị nhấn chìm bên dưới lòng hồ, lúc thoát khỏi đó. Hai cô gái đã về với đội Gillette, nhưng cả đội còn đó chứ Gillette thì không. Nghe ai nấy đều xin lỗi khiến cô gái thích Gillette nhận ra Gillette đã gặp chuyện chẳng lành mà phát điên. Tóc của cô đột nhiên chuyển trắng một cách kỳ lạ, còn nhóm Tô Du lúc này tuy biết được sự thật là Chayka ca được tạo ra, nhưng cô vẫn quyết định đi thu thập di thể nhà vua tiếp, vì đó là việc duy nhất cô có thể làm. Thế là Fredica sau đó có hỏi Tozu có muốn khế ước với cô để làm kỵ sĩ rồng không? Cậu sẽ suy nghĩ và cả nhóm cũng sớm rời đi trước khi quân của Jilet tìm đến. Huy vẫn dõi theo cả nhóm từ phía sau và biến mất. Hành trình của Chai Ca vẫn chưa kết thúc, nhưng phần 1 chỉ đến đây. Phim đã có phần 2 cho ai muốn tìm xem, còn bây giờ thì tạm biệt.